Bang, bang, bang. Ricky Wayne the mixtape, you feel me? Yeah. First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't wanna if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Dash got so much wood, I could build me a fort. Ain't too many things I ain't. I only call you when it's half past, but the only time that I be. I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I only call you when it's half past, but the only time I'd ever call you. My, I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me, babe. Chúng ta sẽ cùng xem với phần biểu diễn tuyệt vời vừa rồi thì ban giám khảo sẽ đưa ra những lời nhận xét như thế nào. Hello COD team. Thì về nhóm các bạn á, thì theo anh thấy nhá, đáng khen thì thực sự cũng không quá đáng khen, mà đáng chê thực sự cũng hơi đáng chê. Tại vì tụi em bị một cái đó, anh nghĩ đó cũng cái phần của rất quan trọng, đó là tại vì khi mà tụi em mở màn tụi em làm một cái cú gọi là cú hit nó khá là ấn tượng bằng một cái là nhảy bật rất là cao. Và từ đó thì giống như mọi người trong đầu sẽ nghĩ là tụi em sẽ làm hơn thế nữa rất là nhiều. Tụi em đặt cho mọi người một cái kỳ vọng. Nhưng mà về sau thì anh xem thì anh có cảm giác tụi em đang tham nhiều bài nhạc quá. Và đâm ra cái bài của tụi em bị dàn trải đều về sau. Và mãi cho tới cuối mới có một cái điểm nhấn là cái bạn kia giả làm ca sĩ. Thì đó là một cái điểm mà anh nghĩ là các em nên lưu ý, thì đừng nên tham quá nhiều bất cứ bài nhạc nào hết, mà mình chỉ nên gói gọn những cái gì mình chắc lọc lại và xúc tích hơn. Ok, chúc mừng phần biểu diễn các em cũng khá hay. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn và chúc mừng cho COD team. Cảm ơn tất cả các bạn.